Patricia Arquette đã xuất hiện trên thảm đỏ của New York tại buổi lễ trao giải New York Film Critics Circle Awards. Nữ diễn viên này đã xuất hiện để thay mặt cho Boyhood, bộ phim được trao tặng giải thưởng phim hay nhất 2014. Cũng xuất hiện trên thảm đỏ lần này còn có Marion Cotillard, là người được vinh danh với cống hiến trong hai bộ phim The Immigrant và Two Days, One Night, và J.K. Simmons, nam diễn viên được trao tặng giải thưởng với vai phụ trong Whiplash.